Hello 500 anh em, hôm nay vô tình gặp lại một người anh đang làm YouTube luôn và kênh anh ấy đang rất là phát triển. Vô tình anh ấy cũng đã tạo động lực cho mình làm video trở lại nha. Và hy vọng video trở lại này được sự ủng hộ của tất cả các bạn nha. Và hôm nay là mình làm cái gì thì tiếp tục theo dõi cho các bạn. Đó, bây giờ đúng cà phê về rồi. Mình sẽ về cái quán trà sữa thân yêu của mình. Rectee nữa các bạn. Đó nè, ông này nè không phải pet nha, này là khách chứ không phải pet. Đó. Nè có tuyển nhân viên nữa nè. Hiện tại bạn nào có nhu cầu bán trà sữa thì liên hệ số này nha. Vợ mình. Đó, mấy con pet này không phải là pet thiệt nha các bạn. Đồ giả. Ba em Việt này là ba em Việt mô hình mình mua từ Lazada nè. Đó, nhìn nó rất là thần thái luôn. Bạn nào mà có nhu cầu mua ba em Việt này thì comment xuống phía dưới ha. Giá khoảng hơn 100.000 con nên mình sẽ cho cái đường link Lazada. Đây là cây mai của mình ngày Tết nè. Mai giả nha. Mai giả thì nở quanh năm. Đó. Quán trà sữa của mình thiết kế theo phong cách Malaysia. Người trên thì ngồi lên đầu, người ngồi dưới. Đó. Red tea, set the tail, love the light. Lưu trò hương vị mê ly cuộc sống. Rồi đây, giới thiệu em bé của mình mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đây. Đây là chìa khóa nè. Cái chuồng này là mình có thể là mình đóng lại và mở ra bằng chìa khóa nha. Đó, cái mặt nó nè các bạn. Giới thiệu các bạn đây là con T-Rex. Vì quán trà sữa của mình là Red Tea nên là mình đặt nó là T-Rex nha. Cái chuồng này không, setup không cũng khoảng gần 2 triệu bạc các bạn. Ê, hung dữ các bạn. Nó thấy mình lia camera là nó dữ. Đây là cái nhiệt kế nè, 31,4 độ C và 47 độ ẩm. Đây là cái đèn sửa ấm cho con T-Rex nè. Mình cũng mới nuôi nó khoảng chừng gần 1 tháng thôi. Đó, cho nên là nó cũng vẫn còn hơi dữ đó. Thì mình mở cái chuồng ra cho các bạn xem ha. À. Cái mặt nó các bạn nó lườm mình các bạn thấy không? Đây là con rồng Nam Mỹ các bạn. Tên tiếng Anh nó là Iguana. T-Rex ơi. Đó các bạn thấy nó dữ không? Mình để cái tay lên là nó lườm lườm, nó me me liền. Con này nó khó ở lắm. Kích thước của nó là khoảng, hiện tại là khoảng hơn 80cm thôi các bạn. Tuổi nó là khoảng hơn 1 tuổi. Vì nó còn trẻ nên nó rất trâu. Còn đây nè các bạn, những các bạn những cái nước đốm trắng nè các bạn thấy không? Đó là cái nước mũi của nó đó. Nhiều khi nó ách xì thì nó sẽ thải ra cái muối dư trong người nó ha. Đó, các bạn coi nè. Nó mới lột da xong nên nó còn, nhiều khi nó còn hung dữ. Bữa bạn kia chia sẻ cho mình đó là muốn cho nó bớt hung dữ và giáo dục nó thì mình phải cho nó nhịn đói. Đây nè, để nước thôi, không để đồ ăn. Chừng nào ngoan ngoãn hiền lành rồi mới cho ăn. Đó. Đây là gỗ thông để lót chuồng các bạn. Nhiều khi xít với lại nước tiểu nó rơi vô á, cái gỗ thông này nó lợi hại lắm, nó sẽ rút nước và nó làm khô cục phân, đảm bảo cho cái phân nó bớt hôi khi nuôi trong phòng lạnh nha các bạn. Đó, mình thử, mình cố gắng mình rờ nó cho các bạn xem nha. Nhiều khi đưa tay vô nó đưa ngang nó táp mình, mà bữa bị táp thục mấy lần, giờ mình cũng hơi ớn các bạn. Bạn thấy không, nó rất là đề phòng mình. Có cái mặt nó kìa. T-Rex ơi. Nè. Trên lưng nó thì có mấy cái gai bị gãy á, mà mình không biết là nó có mọc lại hay không. Bạn nào có kinh nghiệm thì comment chia sẻ giúp mình nha. Đó. Những cái gai bị gãy. Kế bên là cái đầu lâu các bạn. Cái đầu lâu đó mình để trang trí là đầu lâu giả nha. Tương lai gần của mày đó T-Rex. À, cho rờ nè các bạn. Đó, loại Iguana là nó thích được rờ gì lắm. Mình rờ nó phê là nó nhắm mắt luôn các bạn thấy không.
Các bạn nói là muốn cho cái gai nó dựng đứng đẹp thì mình thường xuyên mình vuốt nó lên vậy đó các bạn. Ngày dành ra khoảng vài phút đồng hồ thì vuốt 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 nó vậy đó, cho cái gai nó dựng lên cho nó đẹp. Ngoài ra thì mình có thể kè nó, gọi là tập tạ cho nó, để cho cái gai nó sùng lên một hồi nữa mình sẽ lấy cái gương mình làm thử các bạn xem ha. Đó, cứ vuốt 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 vậy đó thì mình sẽ kích thích cái gai nó dựng đứng lên nha. Đó. Cái này gọi là cái yếm hay cái gì mình không rõ nữa, nhưng mà khi mà nó gặp đối thủ là hay là cái gì nguy hiểm á là nó hay gọi là phòng mang trợn má lên để cho nó đẹp, hăm dọa đối thủ rồi các kiểu. Đó. Cái đuôi nó mới lột da nè. Rồi mình sẽ lấy một cái gương ha, đây cái gương tắm trong nhà tắm mình nè. Một mặt nhìn rất là to, còn một mặt thì xem bình thường. Mình sẽ tập tạ cho nó, cho các bạn xem nha. Đó, tập cho nó phồng mang trận, nó chưa gì hết mà nó phồng. Con này còn hung dữ lắm các bạn ơi. Thì thuần nó mình phải tốn một khoảng thời gian rất là dài. Đó. Giờ mình sẽ tập tạ cho nó nha. Nó sẽ thấy cái hình nó trong gương nữa các bạn. Đó. Để coi coi nó sẽ làm gì nha. Mình sẽ lấy cái mặt gương bình thường trước. Nó thấy nó trong gương rồi đó các bạn. Nè. Đấy. Cái hành động gật đầu như vậy có nghĩa là nó đang hâm dọa đối thủ. Ta không phải là dạng dừa đâu, mà phải là dạng rộng ra. Một hồi nữa các bạn sẽ thấy cái gai trên lưng nó dựng đứng lên để nó hâm he đối thủ các bạn. Nó thấy nó trong gương rồi, nó tưởng nó một con khác á, nên nó sẽ rất là hung hăng. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái mặt mà giống như nhân hai cho nó bự lên nha. Con này thấy con bự hơn nó sẽ làm gì nha các bạn. Các bạn thấy cái bụng nó thở không? Đó, bắt đầu là các bạn thấy cái gai trên lưng nó chưa? Nó dựng lên, nó cứng lên so với hồi nãy đúng không? Đó, mình lúc lắc cái gương vậy để cho cái trong hình nó nhúc nhích đó, nó tưởng cái con kia gật đầu với nó. Nó cương lại cho coi nè. Nè, các bạn coi nè. Không ra không vô cho nó bự nè. Nè, coi nè nha, coi nè. Phòng lên coi. Bạn thấy trên cái đầu, cái gai trên đầu nó không? Đầu dựng lên. Đó. Nè 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 coi nè. Gồng mình lên. Đúng bản lĩnh đàn ông luôn. À con này con đực nha các bạn. Đầu nó đứng cao lên nè. Đâu các bạn thấy cái gai trên lưng nó không? Nó sừng đều lên hết vậy đó. Bạn nào mà Iguana thì cứ tập cho nó phồng mang trợn má như vậy hoài thì cái gai nó sẽ đứng vậy hoài luôn nha các bạn. Cái này gọi là tập tạ cho Iguana. À. Nó rất là nó rất là hung dữ luôn nha. Đó, các bạn thấy nó đứng cao người lên không? Để nó hâm he đối thủ đó. Bạn nào mà có cái cách mà kè Iguana cho nó hung dữ hơn và cho nó phồng nó đẹp hơn thì comment xuống dưới để chia sẻ với mình đi nha. Đồng thời là nhiều bạn khác cũng sẽ học hỏi được kinh nghiệm nữa. Đó, nó đứng lên các bạn thấy không? Bộ láo lắm. Đấy. Hăng lắm, hăng lắm. Thanh niên này còn hăng lắm. Rồi xong, xìu. Nhưng mà cái gai vẫn còn đứng nha. À, mình rất ít khi tắm, bởi vì nhiều khi tắm không đúng cách thì nó cũng nguy hiểm. Đây nè, cái đuôi nó mới lột da, còn lột da chưa xong nữa các bạn. Mình chỉ lấy một cái bình xịt phun sương, là bình xịt nó cho nó ẩm da, để cho da nó luôn có cái độ tươi á.
Đây là cái bình xịt phun sương nè. Mình sẽ phun một lớp sương mỏng lên người nó để cho da nó có độ ẩm. Nhiều khi mà mình để cái đèn sưởi trong cái lồng vậy, để lâu quá nó khô da thì dễ bị cháy da, cháy gai rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xịt nó thử nha. Thằng này cũng chó điên lắm. Nhiều khi xịt nó tưởng mình giỡn với nó. Phòng mang trợn máy mình hoài. Đó, đó, đó các bạn thấy không? Đứng im. Ê. Ông ổn rồi. Hình như là nó muốn xảy ra các bạn. Hôm bữa nó xảy ra một lần rồi. Mình không dám bắt nó các bạn. Nói nó nhục luôn á. Nuôi bếp mà không dám đụng đứa con bếp. Ở khi mà mình xịt nó như vậy á, là nó cảm thấy da nó ướt, cái bắt đầu nó leo lên hút cây này để nó hơi nắng các bạn thấy không? Và rất là hay luôn nha. Mình sử dụng cái phương pháp vuốt gai lưng rồi kè nó, cho nên là cái gai nó dựng đứng lên luôn. Đó, cái mặt hồi nữa mình lau cái chuồng nha, cái chuồng nước mũi nó không à. Cái trắng trắng nó là muối các bạn. Ở khi xịt chút xíu là độ ẩm nó lên là 50% rồi các bạn. Đó, phơi nắng. Cha nội nó bây giờ nó thấy cái camera mình quay nó thôi là nó cũng gật đầu. Ok, video này mình quay mình giới thiệu những con bé tại quán trà sữa mình. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ mình làm nhiều video khác nha. Ây chà, bye bye.